Anh ơi, con Arthur giờ chủ yếu lên huyết kiếm món 2 hở anh, với lại phần lớn bảng ngọc giờ là chinh phục pháp thuật với item đồ farm hở A. Cảm ơn Guler nha. Con Ave là con tướng không cần tốc độ đánh, tại vì cái lên cấp là nó mình có nâng được tốc độ đánh đó. Nếu mà mình thấy ít tốc độ đánh thì mình nâng điểm tốc độ đánh thôi. Cho nên Ave thì nếu mà muốn an toàn thì cung linh rồi huyết kiếm. Còn cảm thấy mà mình trâu mình không có chết được, muốn đam to thì cung linh vô cực huyết kiếm cũng xanh. Còn đồ farm thì mấy ông tự tin, mấy ông tay to, mấy ông đi lên, mấy ông không thua thì mong mua đồ farm. Mấy ông quýnh xíu gết cái đồ một lẻ lên, gết cái đồ thần thoại lẻ. Mua đồ farm là tầm 10, 11 phút, 10 phút là mấy ông có một món rồi. Còn mấy ông kiểu tay bé hay mấy ông muốn BK mạnh thì mấy ông mua kiếm dài 30 máu, kiếm đồ gan. Em chơi Ave nhá. Hôm bữa mình chơi con EDG Ave thua đúng không? Chơi ngâm ma sứ đi, chơi skin quen thuộc của đời. Vô, đội hình mình nhìn lực điện quá vậy, đội hình mình nhìn đúng chiến quá, nhìn lực điện quá. Trời ơi. Chạy lên đây còn lũi vô mình nữa chứ, mình còn lát mình không xài nè. Trời ơi, lũi vô mình nữa chứ. Việc gì bấm lát chưa gọi. Đầy máu. Ủa là sao? Không mở đánh luôn. Ủa sao không mở đánh ta?
Team tôi sợ bên kia chết hay sao không dám mở đánh. Team tôi sợ bên kia chết mà. Đồ mạnh cái gì? Hay vậy, lỗi à, sao vậy? À, không nghĩ nó mạnh gì, không lát luôn, nghĩ quỳ cái chết luôn. Hơi mạnh nha. Con này nó như con Grenade thôi anh em. Kiểu ví dụ giờ combat này mình đơ muốn giữ hai súng này thì đơ xài tiết kiệm đạn xíu. Kiểu mà mấy fan nào mà farm được cho team farm luôn. Tại vì giờ đang còn bốn mấy viên đạn á cho nên là farm được. Còn nếu mà đơ muốn giữ hai cái này đơ đơ win combat thì đơ binh cho team liên kiếp luôn, đơ giữ súng lại. Giống như con Grenade giữ nộ vậy đó. Kiểu vậy. Đau. Gọng xì ác. Ở đó là 9-1-0 nhìn cho SE. Anh em nhấn like subscribe cho tôi nha. Cảm ơn em nhiều.